mà bị hụp ga, tắt máy ngang thì có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến. Mỗi xe thì có một căn bệnh khác nhau. Như hôm nay mình đang gặp một chiếc xe Suzuki Sunco, tình trạng của xe là đang bị hụp ga, tắt máy ngang khi di chuyển xe ở trên đường, và nhất là những khi mà xe lên dốc hoặc xuống dốc. Vậy nguyên nhân gì và cách khắc phục, chỉnh sửa chữa thế nào thì chúng tôi mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video. Khi xe của bạn đang sử dụng mà các bạn nổ máy lên, các bạn nghe tiếng máy nó không đều, tiếng máy lúc to lúc nhỏ. Và khi các bạn di chuyển xe trên đường, nhiều lúc xe bị hụp ga, tắt máy ngang, nhất là khi các bạn lên dốc hoặc xuống dốc, thì lúc này các bạn cần đem xe đi kiểm tra để bảo trì, bảo dưỡng, chỉnh sửa chữa cho xe để xe vận hành được tối ưu hơn các bạn nhé. Các bạn sẽ lần lượt tháo mở yếm của hai bên đến lườn nhựa hồng bên trái. Bước đầu tiên thì các bạn cần kiểm tra đến nhiên liệu xăng. Những bước cơ bản như này các bạn không thể bỏ qua được các bạn nhé. Khi các bạn kiểm tra nhiên liệu xăng vẫn còn đầy đủ thì các bạn cần kiểm tra đến nắp của thùng xăng. Đôi khi nắp của thùng xăng bị tắc thì xăng sẽ không cấp xuống cho ca xăng được. Vậy xe cũng sẽ sinh ra tình trạng là thiếu xăng, lụp bụp hụp ga, tắt máy ngang. Tiếp theo các bạn sẽ kiểm tra đến khóa xăng của xe. Đến đây thì các bạn cần chú ý và lưu ý. Với tất cả các dòng xe từ Jupiter đến Suzuki như này thì sẽ trang bị lắp một khóa xăng tự động. Khi các bạn đè hoặc đạp thì ống thở được kết nối từ cổ ca xăng lên đến khóa xăng. Đây các bạn này, đây là ống thở nhá, kết nối từ cổ ca xăng lên đến khóa xăng. Khi các bạn đè hoặc đạp thì ống thở này sẽ cấp khí vào bên trong cho khóa xăng. Lúc này van xăng ở trong khóa xăng mới mở thì xăng mới cấp xuống cho ca xăng bằng đường tiêu tua này. Kiểm tra khóa xăng bằng cách các bạn sẽ kiểm tra đường dây ống thở được kết nối từ cổ hút của ca xăng lên đến khóa xăng của xe. Nếu như mà bị rách thì các bạn cần thay thế xăng ống thở mới các bạn nhé. Tiếp tục các bạn sẽ tháo mở dây dẫn xăng được kết nối vào ca xăng để các bạn kiểm tra xem là xăng đã cấp đến dây dẫn xăng này chưa. Với tất cả dòng xe Suzuki như này, khi các bạn tháo mở dây dẫn xăng thì xăng sẽ chảy nhúa giọt như này, hoặc là xăng không chảy ra đường tiêu này các bạn nhé. Đến khi các bạn kiểm tra, các bạn đè hoặc đạp thì van xăng mới được mở, lúc này xăng mới cấp xuống cái dây tiêu này. Các bạn sẽ đè hoặc đạp này. Khi các bạn kiểm tra nhiên liệu xăng trên thùng đầy đủ, khóa xăng không bị tắc, đồng thời dây tiêu dẫn xăng vẫn dẫn vào bên trong cho ca xăng, mà xe vẫn sinh ra tình trạng lụp bụp hụp ga, tắt máy. Vậy nguyên nhân gì thì trường hợp mời các bạn cùng nhau theo dõi tiếp video. Các bạn sẽ đè hoặc đạp cho máy nổ khởi động lên này. Các bạn sẽ kiểm tra tàu buji xem là tàu buji có bị nhiễm điện, bị phóng điện ra mát không. Trường hợp mà tàu buji bị nhiễm điện, phóng điện ra mát, đó cũng là nguyên nhân chính để sinh ra tình trạng mà xe bị lụp bụp hụp ga, tắt máy ngang. Nhất là khi xe của bạn di chuyển qua những đoạn đường dằn. Các bạn kiểm tra nếu như mà tàu buji bị nhiễm điện, phóng điện ra mát thì các bạn cần thay thế sang tàu buji mới. Còn các bạn kiểm tra tàu buji không bị nhiễm điện, phóng điện ra mát thì tiếp tục các bạn sẽ tháo mở tàu buji ra khỏi buji để các bạn kiểm tra lửa cao áp. Các bạn sẽ tháo mở tàu buji ra khỏi dây cao áp. Các bạn sẽ dí ra mát đè hoặc đạp để kiểm tra tia lửa nẹt cao áp này. Các bạn kiểm tra nếu như tia lửa nẹt mà yếu không đều thì các bạn cần kiểm tra từ bobin sườn đến IC. Còn các bạn kiểm tra lửa nẹt buji mà khuya đều như này thì các bạn sẽ loại trừ từ bobin sườn đến IC của xe. Tiếp theo thì các bạn sẽ tháo mở buji để các bạn kiểm tra lửa nẹt buji. Những bước kiểm tra cơ bản như này thì các bạn không thể bỏ qua được nha. Đôi khi các bạn bỏ qua những bước kiểm tra cơ bản đơn giản như này thì đó cũng sẽ là một nguyên nhân để gây ra tình trạng xe bị lụp bụp hụp ga, tắt máy ngang. Khi bạn kiểm tra buji, buji của xe thì phải khô. Khi mà buji các bạn kiểm tra mà bị ướt hoặc là bám muội nhiều thì các bạn cần thay thế sang buji mới cho xe để các bạn kiểm tra cho nó được chính xác hơn.
Để kiểm tra chính xác hơn tia lửa nẹt của buji, các bạn sẽ kết nối buji vào tẩu của buji. Các bạn sẽ dí ra mát, các bạn đẩy hoặc đạp để kiểm tra lửa nẹt buji. Nếu như các bạn kiểm tra lửa nẹt buji mà có dấu hiệu tia lửa nẹt đánh ngang hoặc là lửa yếu không đều, lúc cua lúc không, các bạn sẽ thay thế sang buji mới cho xe. Khi các bạn kiểm tra lửa nẹt buji đều khỉa như này thì các bạn sẽ loại trừ từ buji, tẩu buji đến bobin sườn và IC của xe để các bạn tìm kiếm nguyên nhân khác. Các bạn kiểm tra từ nhiên liệu xăng còn đầy đủ, khóa xăng của xe không bị tắc, buji và tẩu buji lửa cao áp vẫn nẹp đều và khỉa thì các bạn sẽ loại trừ tất cả. Đến đây thì các bạn chú ý này, ca xăng của xe sử dụng lâu có thể là khách hàng ít bảo trì bảo dưỡng thông rửa cho ca xăng thì sinh ra tình trạng là thiếu xăng cấp vào bên trong chuông bổng đốt, vậy xe sẽ sinh ra tình trạng là khó nổ, không nổ hoặc nổ lên lục bục hộp ga tắt máy. Do là khi các bạn di chuyển xe trên đường do thiếu xăng cho nên xe tắt máy đột ngột, và khi xe lên dốc hoặc xuống dốc thì sẽ sinh ra tình trạng là tắt máy ngang, và khi tắt máy xong các bạn để đạp xe lại vẫn nổ khởi động và di chuyển bình thường. Lúc này thì các bạn cần tháo mở ca xăng để các bạn kiểm tra và vệ sinh thông rửa sạch sẽ. Các bạn cần lưu ý và chú ý nhé, xe mà bị lụp bụp hộp ga tắt máy ngang thì có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến. Khi mà xe các bạn đang sử dụng hoặc là các bạn đang xử lý tất cả các dòng xe từ xe du, xe si như này mà gặp phải tình trạng xe lụp bụp hộp ga tắt máy ngang, nhất là khi xe lên dốc hay là những đoạn đường dằn, thì các bạn cần tiến hành kiểm tra từng bước một như trong video của mình để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, chuẩn đoán bệnh, ban bệnh, bắt bệnh cho xe một cách nhanh và chính xác nhất. Các bạn đang sử dụng xe cần chú ý và lưu ý, ca xăng của xe cứ sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm thì các bạn cần đem xe để kiểm tra và thông rửa ca xăng, vệ sinh sạch sẽ một lần để xăng cấp đủ vào bên trong chuông bổng đốt để xe vận hành được tối ưu hơn. Ok, trước khi tháo mở ca xăng thì các bạn cần vệ sinh sạch sẽ qua bên ngoài nha. Các bạn sẽ tiến hành các bạn tháo mở ca xăng. Quá trình xe sử dụng lâu vận hành nhiều, ca xăng bên trong đã đóng cặn rất nhiều và bên trong ca đã có nước này. Đây cũng có thể là nguyên nhân chính để sinh ra tình trạng xe bị lụp bụp hộp ga tắt máy ngang, do là xăng không cấp đủ ở bên trong chuông bổng đốt. Nguyên nhân chính là thiếu xăng các bạn nha. Các bạn sẽ lần lượt các bạn tháo mở từ dích lơ chính, dích lơ phụ để các bạn tiến hành vệ sinh sạch sẽ. Các bạn cần chú ý lưu ý kiểm tra dích lơ chính và dích lơ phụ này để thông rửa vệ sinh sạch sẽ. Với anh em thợ thì sẽ có nước rửa chế để vệ sinh ca xăng, còn các bạn vệ sinh chế ca xăng tại nhà thì các bạn sẽ sử dụng xăng của xe để các bạn vệ sinh nha. Với những các video đơn giản thực tế như này, Xuân Học hy vọng là có thể giúp cho các bạn tiết kiệm được phần nào đấy về chi phí, rồi là giúp anh em
Thợ đang học nghề, số anh em mới vào nghề, rút ngắn được thời gian, chuẩn đoán bệnh, ban bệnh, bắt bệnh cho xe một cách nhanh và chính xác nhất. Khi các bạn đã vệ sinh sạch sẽ ca xăng, tiếp tục các bạn sẽ sử dụng súng xì hơi để các bạn xịt xì thật sạch sẽ. Khi các bạn đã vệ sinh sạch sẽ cho ca xăng rồi, các bạn lại tiến hành lần lượt lắp từng phụ kiện một cho ca xăng này. Kể ăn cái bồ còn kêu tí nhưng mà dỡ lại mà đi. Cổ ông bồ, cái cổ đồng không bao giờ cháy. Thứ hai nữa, cháy hết, còn giờ cháy điện hết mà. Thì bắt lên nè. Tiếp tục thì các bạn sẽ lắp ráp ca xăng vào cho xe. Các bạn đang học nghề, rồi là các bạn mới vào nghề, hay là các bạn tự chỉnh sửa vệ sinh ca xăng cho xe tại nhà, thì các bạn cần chú ý xem kỹ video. Không biết thời xe ăn trộm cho nên là hắn cũng cứ tu dưỡng đi bình thường. Cho đến khi mà chắc nó gặp sự cố bị bắt cái lần nó bị chì ra xe ăn trộm nó mới. Xe có mua bán chuyển đi lung tung đấy chưa? Nhất định là nó có luôn, nó là mất luôn. 100 cái xe là mất luôn cả 100 cái. Nhưng mà nếu ăn trộm là nó ra nó lại bán được, mà nhờ cơ hội nó lại cua cái giấy tờ đấy này. Vì nói thật là bây giờ là nó cũng không kiểm tra ngặt giống ngày xưa nữa đâu. Cái này quay trở lại còn mặn mấy sợi rồi. Ồ, mặn có 3 sào mà lấy gạo ăn mà có mặn được không? Đi cái thời. Cái mặn mấy mẫu nữa mình, mấy có dụng.
Các ô màn ruộng từ xưa đến trời cũng biết mất vả. Chả nói tiêm thì nó cũng lớn cả rồi. Ông chụp cái ông là màn được cái ngô đấy, đây là màn được cái ngô đấy, nhỏ thì nghĩ. Ông 2.6 với 20 này 2.8. Cái bóng của thằng chia là em đây là bóng chia đấy là vì bộ là cái bóng đó. Thấy cái bóng nó như khác đúng không? Bởi vì nếu mà bỏ có cái xe thì nó sẽ không đủ điện. Khi các bạn đã lắp ráp xong ca xăng cho xe thì các bạn chỉ kết nối đầy đủ từ ống thông hơi đến đường dây dẫn xăng cấp vào cho ca xăng. Với tất cả cái dòng xe từ Juicy như này, khi các bạn tháo mở ca xăng để vệ sinh ca xăng, khi các bạn lắp ráp ca xăng hoàn thiện đầy đủ, trước khi nổ khởi động cho máy thì các bạn cần tắt khóa điện để các bạn đề hoặc đạp 10-15 cái để cho van xăng tự động nó mở và nó mới cấp xăng vào bên trong cho ca xăng. Và sau đó các bạn mới bật khóa điện để đề cho máy nổ khởi động các bạn nha. Khi mình đã thông rửa vệ sinh sạch sẽ cho ca xăng, mình nổ khởi động máy lên thì ngay bây giờ các bạn nghe tiếng máy rất đều, rất êm. Sau đó thì các bạn sẽ test thử bằng cách các bạn sẽ đi thử lên bờ xuống ruộng xem các bạn nha, xem là có còn tình trạng xe bị lục bục phục ga tắt máy ngang không. Nguyên nhân là do ca xăng của xe sử dụng lâu, ít bảo trì bảo dưỡng thông rửa cho nên là sinh ra tình trạng tắc xăng, thiếu xăng. Cách khắc phục thì cần phải mở ca xăng để vệ sinh sạch sẽ. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.